Tim Dương, người đàn ông được săn lùng nhất mạng xã hội, profile khủng, thân thiết với Hoa hậu Lê Hoàng Phương. Khởi đầu từ sớm và nắm giữ các vị trí chủ chốt tại nhiều tập đoàn lớn nhưng Tim Dương vẫn quyết định rời bỏ vị trí nhiều người mơ ước để khởi nghiệp. Ở hiện tại, nam doanh nhân khiến dân tình tò mò về mối quan hệ với Hoa hậu Lê Hoàng Phương, từng đứng sau thành công của Booking.com tại Việt Nam. Nhắc đến Booking.com, bất cứ cá nhân hay doanh nghiệp nào trong lĩnh vực du lịch đều biết tới. Bởi đây là một trong tập đoàn lớn hàng đầu thế giới cung cấp nền tảng đặt phòng, đặc biệt tại Việt Nam, Booking.com chiếm thị phần hơn 80%, bao gồm cả Agoda nắm giữ khoảng 20% trên lượng khách hàng đặt phòng qua toàn bộ các kênh OTA, theo Similarweb. Trong thời gian đảm nhiệm vai trò giám đốc quốc gia của Booking.com tại Việt Nam, anh Tim Dương đã dẫn dắt tập đoàn tại Việt Nam tăng trưởng thần tốc và vượt bậc so với các quốc gia khác. Đối với tôi, thành công là dẫn dắt đội ngũ đi cùng mình trở thành vị trí số 1, Tim chia sẻ. Được biết, Tim Dương đã có khoảng thời gian du học tại Mỹ, tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Pennsylvania. Sau khi tốt nghiệp, Tim đã về làm việc tại một số công ty trong top Fortune 500 và được niêm yết trên sàn giao dịch lớn nhất thế giới Nasdaq. Sau khi trở về Việt Nam, năm 2013, anh tiếp tục nắm giữ các vị trí phó chủ tịch của Cốc Cốc, trình duyệt thông dụng lớn thứ hai ở Việt Nam, chỉ sau Google. Ngoài ra, Tim còn tham gia làm cố vấn cho ngành tâm lý học của Đại học Rmit và diễn giả quen thuộc của một số diễn đàn về tài chính và kinh tế. Với bề dày kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, Tim Dương từng được mời vào ghế giám khảo Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2021, rời bỏ vị trí nhiều người mơ ước để khởi nghiệp. Từ những đóng góp giá trị của bản thân trên con đường sự nghiệp, anh Tim nhận được sự thu hút từ nhiều tập đoàn lớn. Năm 2020, anh Tim nhận được lời mời gọi từ hai tập đoàn công nghệ trong top 10 doanh nghiệp đứng đầu thế giới. Tuy vậy, anh đã quyết định từ chối các lời mời làm việc vị trí đầy quyền lực để xây dựng riêng một đế chế đầu tư vào ngành du lịch mang tên Emerging Capital Group. Thị trường du lịch tại Việt Nam vô cùng tiềm năng. Rất nhiều ông lớn trên toàn cầu đang nhắm tới thị trường này. Việc thành lập quỹ đầu tư Emerging Capital để tạo ra một sân chơi lớn dành cho các đại gia và nhà đầu tư, anh Tim tiết lộ. Không chỉ đầu tư đơn thuần vào các chỗ nghỉ, Emerging Capital Group đặc biệt áp dụng công nghệ độc quyền do tập đoàn nghiên cứu để quản lý vận hành các khách sạn, đảm bảo được tối đa lợi nhuận và tăng trưởng về giá trị. Công nghệ vận hành độc quyền là chiếc chìa khóa đặc biệt của chúng tôi, là thứ bất kỳ cơ sở lưu trú nào cũng cần có nếu muốn đẩy mạnh RevPAR, anh Tim khẳng định. Được biết, một trong những cố vấn công nghệ của tập đoàn là ông Saga Chanta, từng là giám đốc toàn cầu về sản phẩm của tập đoàn Booking.com, Disney và Amazon ở châu Âu. Ông hiện đang là phó chủ tịch của Cree, đây là công ty cùng nhà đầu tư với tập đoàn Tesla của tỷ phú Elon Musk. Mặc dù doanh nghiệp mới được thành lập nhưng tốc độ phát triển và tăng trưởng của Emerging Capital không khiến người ta khỏi ngỡ ngàng. Điều đáng chú ý hơn rằng đây là một trong những doanh nghiệp tại Việt Nam hiếm hoi quy tụ đội ngũ chuyên gia là những nhân vật chủ chốt tầm cỡ quốc tế. Từ nhà sáng lập Emerging Capital Group đến giám đốc điều hành Stinet, với thương vụ sáp nhập Emerging Capital Group vào hệ sinh thái của tập đoàn Lab Group Singapore, ông Tim Dương đã được bổ nhiệm thành giám đốc điều hành của Stinet. Thương vụ này được kỳ vọng đem tới một sân chơi mới với nhiều lợi ích hấp dẫn khiến các khách sạn đồng loạt tham gia, hứa hẹn một luồng gió mới tích cực cho ngành du lịch trong thời gian tới. Stinet chung lý tưởng với mục tiêu từ ban đầu của tôi, đó là việc phát triển các giải pháp công nghệ mới để hỗ trợ khách sạn nói riêng và thúc đẩy ngành du lịch nói chung. Khách sạn sẽ được quảng cáo và tiếp cận nguồn khách hàng trên toàn cầu mà không tốn kém quá nhiều chi phí. Ngoài các chức năng cơ bản như một công cụ đặt phòng, chúng tôi mang tới cho người dùng những trải nghiệm mà chưa một nền tảng đại lý du lịch trực tuyến, OTAS, nào làm được, ông Tim Dương chia sẻ. Mối quan hệ với Hoa hậu Lê Hoàng Phương. Thời gian qua, Tim Dương gây chú khi đưa Stinet trở thành đối tác chiến lược của ban tổ chức Miss Grand International 2023. Không chỉ theo sát cuộc thi với tư cách nhà tài trợ chính, CEO Tim Dương còn gây sốt với loạt khoảnh khắc thân thiết với Hoa hậu Lê Hoàng Phương. Được biết, Lê Hoàng Phương cũng chính là đại sứ toàn cầu của Stinet. Trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi, Tim Dương luôn dành cho đại diện Việt Nam những cử chỉ chăm sóc đặc biệt. Đầu tiên là khi người đẹp bị đứt tay trong phần thi trang phục dân tộc, Tim Dương chính là người lên tận sân khấu giúp nàng hậu Việt Nam cầm máu và dán vết thương. Gần đây, trong một buổi livestream, khi chứng kiến Hoàng Phương bị Á hậu Myanmar lấn lướt, Tim Dương cũng có hành động giúp người đẹp Khánh Hòa đỡ ngượng trước ống kính.